Mặc dù lần nữa cùng nhau Nhưng anh lại không nói Thích cô Nhưng cô cảm giác anh đối với cô không giống Vô cùng không giống Mấy ngày kia ở Tokyo Anh mỗi ngày xử lý xong công việc Sau đó ở cùng cô và con gái Dù không làm gì Cứ như vậy nhìn hai mẹ con cô chơi Anh càng ngày càng thích ngắm nhìn cô chằm chằm Đôi mắt đen nhánh làm cô sợ Nếu là của người khác Cô sẽ cho là dịu dàng Nhưng lại là lương quý lâm Nên cô không dám nghĩ vậy cũng may hiện tại anh không ở đây Cô an tâm sống qua ngày rồi Mẹ à, có phải ba ở đây mẹ không vui không? Sau khi ngủ trưa Lực từ đồng vốn ngủ cùng mẹ Thế nhưng không có Cô bé từ trên giường trượt xuống Nhị mẹ ngồi ở chỗ đó than thở <laughs> Tiểu quỷ à, nói lung tung Mẹ nào có Ôm thân thể nhỏ mềm mại nhưng tuyết siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của con Khẽ cười nói Con nói không có à, con biết đấy Mẹ không phải đứa bé ngoan Này, cái đồ tiểu bại hoại này Thấy con gái sáng sủa hơn rất nhiều Cô rất vui Bây giờ đồng đồng Chỉ là người bạn nhỏ mới có 3 tuổi Họa bát đáng yêu Mặc dù chỉ giới hạn với người trong nhà Xem ra tình thương của mẹ thực sự vĩ đại Tiểu thư, cô chủ nhỏ Trà chiều chuẩn bị xong Đã lúc đó Người giúp việc bưng lên Hai đĩa bánh ngọt và sữa tươi có có ấm hoa trà mà cô thích Ừ, cảm ơn Nhật tư lễ phép trả lời Cuộc sống của Nhan Thanh Uyển vô cùng có quy luật Cho nên họ bị ảnh hưởng bởi thói quen của bà Mẹ à, mẹ không thích ba ư Từ trong ngực mẹ xuống, ngồi ghế đối diện Người bạn nhỏ ăn một miếng bánh, sau đó đặt câu hỏi Nhật tuyết kinh ngạc, nhìn mắt con gái mình trong suốt Bà bối, sao con hỏi vậy? Bởi vì khi mẹ nhìn ba đều là thế này Từ từ lần nữa Nửa nhắm mắt nửa mở mắt Học dáng vẻ lãnh nhược băng xương của nhược tuyết Thực vô cùng đáng yêu Cô cười véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé Cảm thán lắc đầu <laughs> Cô không biết từ nơi nào mà học được đây Mẹ à, nếu ba làm sai Mẹ đừng giận ba có được không Động tác người bạn nhỏ nhanh nhẹn Ngồi vào trong ngực mẹ Mong đợi nhìn Cô bé yêu ba, cô yêu mẹ, nhưng tại sao mẹ trở về lâu vậy, chưa từng thấy mẹ nói chuyện với ba câu nào. Cô không giống ba mẹ chị gái nhỏ, ngồi chung nói chuyện vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau đưa chị ấy đi chơi. Tất cả đều là mẹ chị ấy đi phía trước, ba đi sau, như vậy có kỳ quá quá không? Mẹ không tức giận mà. Được tay xoắn nắn tóc mềm mại người bạn nhỏ, như tuyết có mấy phần nổi giận. Có thể không nói với anh sao Cô chỉ là không muốn thân mật với anh Cô không biết tại sao trong khoảng thời gian này Anh không hề cưỡng cầu cô ở chung với anh Không có những cử chỉ quá mức Nhiều lắm chỉ là dùng ánh mắt Như muốn lột hết quần áo cô Nhìn chằm chằm cô Nhưng tức giận cô không có sao Nhược tuyết à, có không tức giận là tốt giọng nói lạnh nhạt thanh nhã như truyền qua trái tim dịu dàng vô cùng không quay đầu cô biết là người nào nương nương bà đã đến cô bé thích gọi nhan thanh uyển là nương nương thấy bà đi vào chìa khỏi ngực mẹ chạy tới dính chặt lấy bà nương nương ờ à, gì nhan nhược tuyết một đứng lên lại bị nhan thanh uyển ngăn cản nhược tuyết à ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện chút Đủ cười nhàn nhạt, nhạt, lơ lửng trên mặt Nhan thanh Uyển đi tới Áo dài phóng khoáng Trên mặt là vẻ bình tĩnh Thì ra trên đời này có cô gái Gương mặt như vẽ tranh Vẻ mặt như nước Hình như trần thế đều có vẻ không liên quan đến cô Nương nương ăn bánh ngọt Bà tay trắng noãn Nộn nộn nhỏ bé Đang cầm dĩa bánh nhẹ nhàng nâng trước mặt nhan thanh uyển Bà bố ăn ngoan đi Ăn ngoan là được Nhận bánh ngọt người bạn nhỏ đưa tới Nhàn thanh uyển đưa lại trước mặt cô bé Con mắt không đảo Nhìn bảo bối trước mắt Giống y con gái bà lúc nhỏ Mỗi lần nhìn lòng bà cảm thán Thì ra ông trời không bạc đãi bà Đem trả tiểu ngữ lại cho bà Nhật tuyết à Có phải ở đây không vui vẻ à Nhàn thanh uyển cười Nhẹ nhàng linh hoạt Vén mép váy ngồi xuống cạnh cô Nhìn vòng cảnh nơi xa không thể tưởng tượng non sông tươi đẹp như họa là bà say mê không có ạ à? Nhiều tuyết nhàn nhạt, nhạt lắc đầu cô thực không có không vui chỉ cần có thể ở chung một chỗ với bảo bối thời gian ở đâu cũng giống nhau có phải lương quý lâm không có nơi này bồi các con à không có Nhược tuyết rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng nhan thanh uyển ai không ở bên cạnh cô cô lại thấy tự tại nhìn lời này cô sao có thể nói trước mặt nhan thanh uyển chứ nhược tuyết à thực xin lỗi nhan thanh uyển đưa tay cầm tay nhược tuyết tựa như năm đó bà dắt tay con gái nhỏ của mình gì nhan gì không cần xin lỗi với con là con có lỗi với đồng đồng chuyện năm đó nhan thanh uyển một mực quan sát bà chưa từng trách cô bà nên nói xin lỗi với cô bởi vì lương quý lâm đối xử với cô không tốt nhưng vậy thì thế nào đây chuyện đã trôi qua nhiều năm như vậy ân oán mấy đời bà không muốn truy cứu ai đúng ai sai người nào phân cho rõ ràng đây nhược tuyết à con có thể vui vẻ như vậy là được rồi nhàn thành uyển thở dài bà nhìn sâu vào mắt nhược tuyết nơi đó đã là một mảnh yên tĩnh như nước bà chỉ sợ rằng cô thực sự đã chết tâm khổ nhất vẫn là con trai của mình đã đông lương ra khi yêu đều nồng đậm. Một khi trao đi thì không thể thu về. Mặc dù từ nhỏ con trai chưa từng để bà quan tâm tới. Tất cả nó đều có thể xử lý thỏa đáng. Nhưng về mặt tình cảm thì lại là người thất bại. Chuyện của nó và nhược tuyết bà luôn khổ sở. Nhưng chuyện tình cảm ai cũng không giúp được. Cá tính của con trai lại giống lương ngạo vũ như vậy. Quay đầu lại chịu khổ. Khẳng định là nhiều hơn người khác. Bà chỉ sợ rằng nhược tuyết tổn thương quá sâu lại không dám tin vào tình yêu nữa dì Nha à dì không cần lo lắng cho con nhược tuyết trở tay cầm tay bà con không sao đâu chỉ cần có thể cùng đông đông tất cả đều đáng giá nhược tuyết à nhàn thanh uyển ôm lấy cô trong ngực mình tựa như ôm con gái có phải con không muốn gọi gì là mẹ không nghe được lời nhan thanh uyển trong mắt nhược tuyết chua xót Vùi mặt sâu vào trong ngực bà Giống như một cô gái nhỏ Con Cô làm sao không hiểu ý tứ của nhan thanh uyển đây Nhưng cô trả lời thế nào Gọi bà ấy mẹ Bây giờ đã muộn Như lòng ngực ấm áp này Cô hy vọng đã nhiều năm cô không muốn buông ra Nhà Thanh Uyển nhẹ phẩy tóc cô. Nhược tuyết, tình yêu có lúc cũng không đáng sợ. Cũng không cần dùng lý trí để đối đãi. Sợ là sợ Trong lòng cô đã sớm không có tình Dì nhan Con sợ, thực rất sợ Bà vai nhược tuyết hơi run rẩy Đối với tình cảm cô thực không dám thử Tình yêu vốn là đánh đổi cuộc sống Một khi thua sẽ mất hết tất cả Cô từng viết thế Và kết quả đau để không muốn sống Vùng vẫy trong địa ngục Hôm nay cô không cần đánh cuộc Không bao giờ đánh cuộc nữa Cô không còn lợi thế gì đánh đổi nữa Sợ ư Bà ôm sát nhược tuyết Giống như khi còn bé đối đãi với con gái mình vuốt ve gương mặt của cô Là người ai cũng sợ Nhược tuyết à Có gì ở đây Đừng lo lắng được chứ Mẹ ơi Mọi người đang nói gì vậy Lương tư đồng tạm thời bị lãng quên Do cuộc nhị không được lên tiếng Tại sao nương nương lại ôm mẹ chứ À không có gì đâu mà Nhược Tuyết phải vui vẻ một chút. Buồn cô già, nhàn Thanh uyển quay đầu như gương mặt đáng yêu. Đồng Đồng à, con muốn ba mẹ vĩnh viễn ở chung một chỗ ư? Muốn à, Đồng Đồng yêu ba cũng yêu mẹ. Thanh âm mềm mại vang lên, làm cho lòng Nhược Tuyết trong nháy mắt mềm nhũn, bảo bối của cô. À, nhược Tuyết à, con xem đấy. Đồng Đồng trước kia hướng nội, lại không muốn nói chuyện. Con trở lại bên con bé không bao lâu Đã có nhiều thay đổi Nhàn Thanh Uyển vẫn cười Nhìn trong lòng bà đối với cháu gái Và cô bà cảm thấy anh ấy Nhược tuyết à Cho Uy Lâm thêm cơ hội được chứ Ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn nhược tuyết Đây là việc mà người mẹ như bà Có thể làm cho con trai Con Cự tuyệt thế nào cũng không nói ra được Cơ hội à Cho anh cơ hội gì đây Bọn họ như bây giờ không phải rất tốt à? Nhược tuyết à? Đồng đồng nó cần một gia đình. Trên đời này chỉ có con có thể cho nó thôi. Có có cái gì cần quanh co lòng vòng nữa đây? Cá tính con trai bà hiểu rõ nhất. Nếu không phải yêu cô gái này thì nó căn bản không để con bé sinh hạ con của nó. Chứ đừng nói nhiều năm vậy vẫn để con bé đi theo bên cạnh. Vì con gái chẳng qua chỉ là một lý do mẹ ơi mẹ không muốn cùng ba và đồng đồng ở chung một chỗ ư bảo bối một mực nhìn mẹ cũng nương nương nói chuyện nhìn tại sao sắc mặt mẹ giống như lại càng ngày càng mất hứng trong lòng lo lắng hoảng sợ nhược tuyết ôm con gái không phải thế đâu bảo bối mẹ làm sao cam lòng rời khỏi con nhược tuyết à quý lâm tuổi cũng không nhỏ nữa không bằng các con nắm lấy thời gian này Tổ chức hôn lễ đi được chứ Danh phận cần phải xác định Đồng đồng cũng đã lớn như vậy Nhưng cô cũng bởi vì đồng đồng Mà mềm lòng không phải sao Hy vọng chuyện này tốt đẹp mới phải Cái này Để cho con suy nghĩ chút đã Như tuyết trong lòng căng thẳng Kết hôn của Lương Nguy Lâm Cô chưa từng nghĩ tới Dù từng có buổi tối tốt đẹp kia Rồi người đàn ông kia tự tay đeo cho cô chiếc nhẫn, đại biểu rằng vĩnh hằng. Nhưng chính anh đã tự tay phá hủy tất cả hy vọng của cô, để cô không dám tin tưởng lần nữa. Hùng Chi hiện tại, người yêu cầu bọn họ kết hôn là Nhan Thanh Uyển. Ban đầu nói cô là vị hôn thê, cũng là Nhan Thanh Uyển. Anh chỉ bị động mà tiếp nhận. Hiện tại muốn kết hôn, anh nghĩ sao chứ? Vì con gái, cô thật muốn mạo hiểm một lần, có thể không? Giọng nói trầm thấp và vợ yên tĩnh căn phòng mẹ à đó là chuyện của chúng con chúng con tự xử lý là anh trở lại vừa nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc đồng đồng lập tức nhào tới a à, ba về ba <laughs> nhớ ba ư cường chiều nữ khuôn mặt nhỏ bé trên mặt anh có nhu tỉnh hiếm thấy mẹ mặt buông lỏng hơn nữa rất vui nữa nhớ à Lương Tử Đồng liều mạng gật đầu. Lần sau ba đi nơi nào mang đồng đồng cùng đi có được không ạ? À? Được. Sảng khoái đồng ý, lấy được cái hôn báo đáp làm anh nở nụ cười. Anh thực cưng chiều con, cưng chiều để không còn cách nào tưởng tượng nổi. Cho dù chính mắt thấy nhiều lần, nhưng Nhược Tuyết không muốn tin người đàn ông lãnh khóc như Lương Quý Lâm lại yêu đứa bé đến vậy. Có coi là chuyện lạ không đây? Nhược Tuyết ngồi chỗ đó không nhúc nhích, nhìn anh cùng đứa bé thân mật. Uy Lâm à, mẹ dẫn theo đồng đồng xuống dưới nhá Nhà thầy Uyển đưa đến dắt đứa bé. Con nói chuyện với Nhược Tuyết đi. Giống như không yên lòng, nhà thành Uyển nhìn con trai một chút cùng Nhược Tuyết. Sau đó mới rời đi. Trường 95, cầm tay thôi cũng quá khó khăn. Thời gian buổi chiều thật tốt, bọn họ cứ ngồi vậy ở chỗ đó không nói lời nào, Trào không khí phảng phất hương hoa khiến lòng nhược tuyết càng thêm nặng nề mới vừa rồi lời nhan thanh uyển nói anh đều nghe được chứ anh nói anh muốn cùng cô nói chuyện sao lại không mở miệng giữa bọn họ có có gì để bàn bạc à Ngân quý lâm thanh âm nhẹ nhàng giữa cuộc đánh vỡ sự yên lặng trong lòng nhược tuyết là người lên tiếng trước cô thừa nhận mình thua đã nhiều năm như vậy ở trước mặt anh cô không hề có chút tỉnh táo Muốn cùng anh nói cái gì chứ Em hy vọng Anh quên những lời gì Nhan vừa nói Cô nâng con mắt lên Trần tĩnh nhìn anh Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc khiến cho lòng người đàn ông tỉnh táo trầm ổn Lại trầm xuống Ý cô nói cô không muốn kết hôn với anh à Cô nghiêm túc nói với anh Là thật Chúng ta không cần thiết vì đứa bé mà hy sinh như vậy Cho nên em sẽ ở lại bên cạnh anh Chỉ là muốn bồi đồng đồng cùng nhau lớn lên Em trước kia là quy định chú ý ở trong lòng hận anh cả đời. Có một số việc hiện tại em đều không muốn nhớ tới. Nhưng bởi vì có đồng đồng, em không muốn hận anh. Nhưng em đã không cách nào ở cùng một chỗ với anh. Cả đời quá dài. Thực là quá dài. Chồng nháy mắt, mắt đỏ lên, lệ dâng lên trong khoái mắt. nghẹn ngào cô nói tiếp nếu như tương lai anh cùng người khác kết hôn em sẽ rời đi ân oán giữa chúng ta kết thúc tại đây chúng ta không ai nợ ai chỉ trừ có thể để em thường xuyên gặp đồng đồng cô đem những suy nghĩ trong lòng mấy ngày qua nói ra trải qua ngọt bùi cay đắng theo tiếng nói rồn lên trái tim làm cô hít thở không thông nước mắt trào ra tổ thương năm đó làm cô đau đớn dòng dã ba năm đến bây giờ cũng không thể quên cho nên đã sớm quyết định cuộc đời này cách xa người đàn ông này nhưng cuối cùng cô không dứt bỏ được con gái mình nhưng cho dù là vì con gái muốn ở cùng anh cô hy vọng hai người có thể coi như người xa lạ không can thiệp chuyện của nhau có thương có đau lần thứ nhất như thế cũng quá đủ cô sợ về mặt lãnh khóc của anh tàn nhẫn tổn thương cô sợ đời này mình sẽ không được bình an vì những vết thương trong quá khứ cô sợ hai mắt lương uy lâm nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mắt mình khóc đến lệ đẫm như mưa hồi lâu anh âm trầm mở miệng lặp lại hai người không mắc nợ nhau không có hận cũng không có yêu bề ngoài gặp nhau chỉ như người xa lạ hai người không mắc nợ gì nhau nữa cứ như vậy mà phủi sạch quan hệ với anh không thể nào anh giận đến sắc mặt thay đổi, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. lăng Nhược Tuyết, em đừng có mơ tưởng. Lương Nguyễn Lâm à, cần gì phải vậy? Nhược Tuyết làm sao không hiểu anh đã rất tức giận chứ. Nhưng cô không có biện pháp, không có dũng khí kết hôn với anh. Lăng Nhược Tuyết, em cho rằng ý nguyện của em có quan trọng không? Nếu như không muốn cùng anh kết hôn, đầu đồng vĩnh viễn không liên quan đến em. Còn em nghĩ bỏ con lần nữa tức giận, cô khổ sở khiến ngũ quan lương uy lâm vặn thành một đoàn. Anh đứng lên cắn răng nghiến lợi kéo cô qua. Cô không hề phòng bị ngã trong ngực anh. Người phụ nữ này rõ ràng giữa bọn họ chung đụng đã quen, lại cứ muốn trong lúc mấu chốt làm anh cáu kỉnh. Không muốn kết hôn với anh, lại muốn ở cùng con một chỗ. Lương uy lâm anh dễ thuyết phục đến vậy à? Em chưa từng nghĩ muốn bỏ con. Khi đôi mắt đẫm lệ dâng lên trong ngực anh, anh luôn biết rõ làm sao để uy hiếp cô. Có gái là xương sườn mềm nhất của cô, cô không cách nào vứt bỏ được. Không muốn bỏ lại con, vậy kết hôn cùng anh. Nếu không vậy thì em đi đi. Em có thể làm được không? Lăng nhược tuyết, em có thể không? Một cỗ phiền lòng cùng tức giận như biến mất. Anh cúi bên tai cô hỏi giống như tâm hồn ác ma trong đêm khuya sẽ làm lòng người say mê. Đáng tiếc lời nói ra cũng tàn khốc thế kia Lương Nguyễn Lâm Anh nhất định phải như vậy sao? Nhược tuyết nhìn anh Anh rõ cuộc tại sao nhất định phải cùng cô kết hôn Vì lấy được thân thể cô à? Không thể nào Dù là không kết hôn Nếu như anh thực muốn có được cô Đó căn bản là chuyện nhỏ nhặt Anh cần gì phải hao phí lớn như vậy chứ? Có phải là do thích hay không? Nhược tuyết trong lòng mình cười chính mình ngốc thật. Đàn ông như Lương Quý Lâm cho dù có yêu, cô căn bản không nhận nổi. Cho dù yêu cô, nhưng vẫn không an tâm cầm tay anh cùng đi tiếp. Em cứ nói đi. Giờ tay lên chạm vào mớ tóc rũ xuống bên má. Anh nhẹ nhàng ngửi, mùi thơm thoang thoảng làm anh động lòng không dứt. Đúng là động lòng, trái tim anh như muốn ngừng đập. Nhược tuyết mệt mỏi nhắm mắt. Em sẽ không yêu anh. Vì vậy muốn cưới em Em không có lời gì để nói Không ai có thể ngăn cản Chuyện Lương Quý Lâm muốn làm Huống chi lăng nhược tuyết Có con gái ở trong tay anh Nên cô đã nói rõ Anh cố chấp như vậy Cô còn có thể trốn tránh à Lăng nhược tuyết Nghe lời nói như vậy Anh không tức giận Ngược lại đem mặt cô áp vào lồng ngực anh Sự lực nặng nề Làm cô bị ép chặt sát với lồng ngực của anh Lần đầu tiên, Lê Nguyễn Lâm cảm giác mình không phải cái gì cũng làm được. Ít nhất, anh không thể làm cho người con gái trong ngực anh, cam tâm tình nguyện gả cho anh. Nhưng thế nào đây? Mặc kệ có nguyện ý hay không, cô cuối cùng không chạy khỏi lòng bàn tay anh. Em chỉ cần ngoan ngoãn, chờ làm vợ của anh là được rồi. Nâng cảm cô lên, anh nhẹ nhàng hôn môi cô. Nụ hôn này làm anh không ngừng được. Phản ứng của cô không kịp sau khi kết thúc nụ hôn. Nhìn bóng lưng anh, lòng nhược tuyết dâng lên tâm tình phức tạp, cuối cùng hóa thành từng mảnh buồn bã. Đây là một hôn lễ long trọng trước đây chưa từng có, tổ chức tại giáo đường nổi tiếng nhất thế giới, Saint Peter, nhà thờ lớn trước cửa quảng trường. Bên ngoài sáng sớm được trang trí bằng những bông hồng xinh đẹp, cây cổ quảng trường, hành lang giáo đường, cầu thang, Tất cả mọi nơi được trang trí bằng hoa tươi, đắt giá mà tinh xảo. Không khí khắp nơi phảng phất mùi thơm ngọt ngào của hoa. Đội vệ sĩ khôi ngô cao lớn của nhà thờ lớn hoàng gia. Bọn họ mặc đồng phục kỵ sĩ cổ đại, có ba màu sắc, tay cầm trường kích, uy phòng lẫm liệt đứng đó, cùng với một số ít đứng cuối hàng đón khách. Mọi người đang đợi, chứng kiến hôn lễ thế kỷ sắp đến. Lương Ngụy Lâm không phải giáo đồ cơ đốc giáo, nhưng anh có thể sắp xếp nơi này thành nơi linh thiêng để anh kết hôn, khiến cho mọi người hâm mộ hôn lễ này. Hôm nay đây, Nhược Tuyết mặc lễ phục cưới đến từ Galet, phẩm chất cao quý, tinh tế, uyển chuyển hàm xúc, phong cách rất cao quý, tao nhã. Ngồi trong phòng nghỉ, cô mang theo bao tay màu trắng, nhìn trong chặt vào cánh cổng. Cô vô cùng khẩn trương. Khẩn trương đến độ, cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập. Lặng lẽ đếm muốn bình tĩnh nhưng trong lòng rối loạn làm cô cảm thấy lòng ngực mình chấn động mãnh liệt không thôi. cô sợ cô không muốn nhưng vẫn phải đến ngày này. mỗi ngày quan không ngon ngủ không ngon. nhìn thời gian càng đến gần mấy hôm thức trắng đêm hôm nay đã đến. cô không thể làm gì vì con gái biết ba mẹ sẽ ở chung mãi mãi. mỗi ngày ở bên cạnh cô bé nên cô bé sung sướng cười không dứt. Gương mặt cười như vậy, ngọt ngào như thế, khiến cô hạ quyết tâm. Hôm nay cô ngồi ở đây chờ người đàn ông kia đến. Cô hít thực sâu vài cái, muốn cho chủ ý của mình rời đi, nhưng không hữu ích. Tay nắm chặt trên vòng cổ mà nhan thanh uyển đã đeo cho cô. Mỗi một viên đều là ca tia tinh xảo, không có biện pháp giảm đi khẩn trương. Thật là buồn cười, ngày trọng đại như vậy, thế nhưng một chút cảm giác hương phấn cũng không có, ngược lại là khẩn trương để muốn bất tỉnh lúc này cô nhớ đến những người đã xa cách cha mẹ và anh trai bọn họ biết hôm nay cô phải kết hôn không chứ hơn nữa là gả cho người đàn ông tên lương quý lâm à nghĩ đến cảm giác này lòng như tuyết thậm chí như không hô hấp nổi người khác kết hôn đều là do cha mẹ đưa con gái ra khỏi nhà nhưng hôm nay cô ngồi ở đây cô đơn cảm giác này làm cô muốn khóc không được, cô phải dũng cảm một chút, không cần sợ, vì cô có con gái yêu không phải ư? Bảo bối đáng yêu kia hy vọng ba mẹ có thể ở chung với con mãi mãi. Dù không có cách để yêu Lương Uy Lâm, ít nhất cô có con để yêu, tiểu đồng là dũng khí của cô. Lòng cô rốt cuộc có thể buông lỏng bình tĩnh lại, thậm chí từ từ mỉm cười. Khi khúc nhạc vang lên, những tôi biết rằng thời khắc mình bước ra đã đến mở mắt nhìn cánh cửa đang đóng. Khi cánh cửa mở ra, báo hiệu trước thời khắc quan trọng của đời cô đến gần. Khi cánh cửa mở ra, cô như ngừng hô hấp, cái bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa kia. Anh muốn tự mình đến đón cô à? Nhược tuyết như thế người đàn ông, lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc lễ phục chính thức như vậy. Tỷ lệ vóc người hoàn mỹ, làm bộ lễ phục hoàn toàn toát lên trầm ổn, trang trọng, ngũ quan khác sâu, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh có hồn mỗi lần nhìn cô. Cô có cảm giác mình không thở nổi nữa. Mở cửa thấy người phụ nữ nhỏ mặc lễ phục màu trắng. Cô đang khẩn trương ngồi đó, nhìn xung quanh. Lần đầu tiên Lương Quý Lâm cảm giác lòng mình rối loạn không ngừng. Áo cưới cao quý mang theo sự tao nhã, mặc trên người cô quả thực rất xinh đẹp. Áo trắng viền tơ có nhiều đóa hoa xinh đẹp trước ngực cô, Đường cong đầy đặn làm cô trở nên ưu nhã. Người phụ nữ này, anh dùng mọi thủ đoạn làm cô tổn thương, nhưng như cũ không ngăn được suy nghĩ anh muốn lòng của cô. Anh không nói xin lỗi cô, anh chỉ dùng phương thức của anh để bù đắp tổn thương cho cô. Trong mắt đen nhánh của anh lóe ra ánh sáng, cô không hiểu. Chân thon dài từng bước tới gần cô, nặng nề và kiên định. Các cô một bước, anh ngừng lại cúi thấp người xuống như cô chăm chú. Cô ngồi đây như đóa hoa nhỏ trắng noãn, rất thuần khiết, tinh khiết, không nhiễm một chút xíu tạp chất. Bọn họ có cách nhau khoảng một quả đấm, nhưng hơi thở của anh phun lên mặt cô. Cả mắt sắc bén khóa chặt cô, chỉ vài giây cô cảm giác hít thở không thông. Lời đầu tiên anh nghiêm túc như vậy, cẩn thận nhìn cô. Cô có thể nhìn mình cho con người đen kia, cô nghe được trái tim mình nhảy dồn dập máu như muốn xông thẳng lên đại não cảm giác thực điên cuồng đứa mắt nhìn như thế làm cô có loại cảm giác như là người phụ nữ anh rất yêu ánh mắt khó hiểu khiến hô hấp của cô càng ngày càng gấp rút nhìn đôi môi mỏng của anh mang theo kiên định cùng tự tin anh vừa tay chậm rãi nói ở cùng anh một chỗ có được không có thể hay không Từ nay về sau để anh dắt tay em Không bao giờ buông ra nữa Em có nguyện ý để anh chăm sóc em cả đời Oanh một tiếng Toàn bộ thế giới trước mặt cô sụp đổ Nhược tuyết không biết làm sao Nhìn anh hướng cô đưa tay ra Sau đó Một tay đỡ hông của cô Nhẹ nhàng dùng sức đỡ cô lên Uy Lâm, cha đã tới Ở cửa, một thân chính trang Lương Ngạo Vũ không biết đã đứng bao lâu. Nếu Nhật Tuyết bên này không có người thân, vậy thì để ông đưa cô đi ra ngoài. Dù sao tóm lại, cũng phải gọi cha, có phải không? Lương Nguyễn Lâm rốt cuộc buông cô ra, đi ra ngoài. Khu quân hành kết hôn vang lên, lễ đường màu sắc rực rỡ. Tân khách được mời dối rít nói chuyện với nhau. Quay đầu đưa mắt nhìn cô dâu đứng ở đầu thảm đỏ kia. Người có thể tới tham gia hôn lễ Lương Nguyễn Lâm Tất cả không phải tầm thường Nhược tuyết kéo cánh tay lương ngạo vũ Đi vào lễ đường Nhàn thanh uyển đưa tiểu công chúa Khóe mắt tươi cười nhìn cô Trang sức hoa lệ trong giáo đường Khắp nơi là hoa văn Mang sắc thái diễm lệ Trông rất sống động điều khắc tỉ mỉ tinh xảo Màu sắc rực rỡ của đá cầm thạch dưới mặt đất Có thể in bóng người lên Nhưng sự hoa lệ làm người ta cảm thấy Thấp thỏm lo âu Làm cho hít thở không thông Đi theo bước chân của Lương Ngạo Vũ, Nhược Tuyết bước lên thảm đỏ, chậm chạp mặt thẳng tắp, hướng tới Lương Uy Lâm đang đứng ở trước bục lễ nghi. Đã lúc mọi người cực kỳ mong đợi trong ánh mắt, Nhược Tuyết rút cuộc đi tới thảm đỏ. Lương Ngạo Vũ đem tay, trao cô cho Lương Uy Lâm. Trong phút chốc kia, lòng cô co rút. Giáo đường xinh đẹp, áo cưới mộng ảo, chú rể hoàn mỹ, cùng hôn lễ long trọng đó là ước mơ cô khao khát nhất. Nhưng không thể tưởng tượng được Làm cho cô say mê Nếu như có thể là thật thì tốt bao nhiêu Cô có thể ở trong mộng Thấy được hai người Thực lòng yêu nhau Giống như năm đó cô nói trao lòng cô cho anh Anh cũng trao cho cô Để cho cô tưởng tượng như vậy đi Như vậy sẽ giúp cô vượt qua dễ dàng hơn Lương Nguy Lâm nhìn nhược tuyết Kéo cô gần lại bên người Chủ trì hôn lễ là một người hơn 60 tuổi Có chút mật mạp Ngương mặt đỏ thắm, khỏe mạnh thoạt nhìn rất hòa ái. Vị chủ trì bắt đầu đọc một chuỗi dài, ngoại trừ ông cũng không biết lời thơ cổ xưa của thần thánh. Lòng nhược tuyết theo những câu văn kia rối loạn. Cô thật muốn gả cho anh ư. Cứ như vậy cùng anh đi qua một đời, vĩ viễn không hối hận à? Đọc xong một chuỗi dài lời thề, vị chủ trì quay sang Lương Quý Lâm, bắt đầu hỏi lời thề. Thân thể cô run rẩy, hô hấp trở nên nặng nề, sắc mặt tái nhợt. Ý thức lòng bàn tay nhỏ bé Trở nên lạnh lẽo Lời Nguyễn Lâm rũ mắt xuống Nhìn sắc mặt tá nhợt của cô Trong lòng ta ra lo lắng Anh thêm sức nặng cầm tay cô Giống như chỉ có vậy Tìm anh mới có thể vững vàng Khi cha xứ hỏi xong Anh trầm thấp nói Con nguyện ý Đúng vậy Anh nguyện ý sống chung với cô tới đầu bạc Cô có giống vậy không chứ Khi cha xứ nghiêng đầu Dùng lời giống như vậy hỏi xong nhược tuyết Cô Trần ngẩng đầu, khiến cha xứ đang đợi cô trả lời để có thể kết thúc buổi lễ sợ hết hồn này. Cha dừng lại nhìn cô. Cho nên tân khách cũng đều dùng ánh mắt khẩn trương giống nhau nhìn tất cả. Tại sao cô dâu lâu vậy không trả lời chứ? Khi cha xứ lần nữa đặt câu hỏi, nhược tuyết không biện pháp nói ba chữ kia. Ba chữ đơn giản thế, nhưng lúc này giống như là xương cá, ngại ở cổ họng. Bình thường khó chịu, mà bây giờ lại không nói ra được. Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn phía người đàn ông bên cạnh, gò má anh Tuấn nghiêm túc, sống mũi lại rất thẳng. Đợi hồi lâu không được, cô đáp lại hậu. Anh xoay người dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô chằm chằm. Sau đó, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mạnh mẽ đem bả vai cô đi qua, nhấc mảnh vải che đầu cô lên. Khoảng cách gần, hai người nhìn vào mắt nhau, trong con người đen lóe lên ngọn lửa Anh làm cô sợ hãi Mà cha xứ nhìn vậy choáng váng Nghi thức chưa hoàn thành Cô dấu chưa nói nguyện ý Cũng chưa trao nhẫn Sao lại có thể nhấc khăn trùm lên Chủ quan khách ngồi Nhà thanh uyển dùng sức cầm tay lương ngạo vũ Bà lo lắng chuyện xảy ra Nhưng có thể đừng như vậy không chứ Thời khắc ấy Ai cũng không dám lên tiếng Âm nhạc cũng dừng lại lăng nhược tuyết mặc kệ em nguyện ý hay không em chỉ có thể là người phụ nữ của mình anh đưa mắt nhìn cô rất lâu lê nguyễn lâm nhận lấy chiếc nhẫn bên cạnh đeo vào tay cô anh không ngại trước mặt nhiều người như vậy làm vậy nếu như đây là kết quả cô muốn chiếc nhẫn lạnh lẽo trên ngón tay mảnh khảnh dưới ánh đèn sáng lóe lên tia sáng chói mắt nhìn ánh sáng kia làm lòng nhược tuyết đau nhói như bị gai đâm đau đến không thở được đau đến nước mắt tuôn trào. Cô không cách nào quên được. Anh từng dịu dàng cho cô hy vọng, làm cho cô rơi vào địa ngục. Em không phải vị hôn thê của anh ư? Cái này coi như quà đính hôn và quà sinh nhật. Tình cảnh đó, khi thoáng qua trong đầu cô, dưới bầu trời đầy sao, anh đeo nhẫn cho cô. Trong đêm tối, anh lại khóc vô tình cười. Cho đến khi cái này rơi vào bụi cỏ, cô chết tâm từ đó, thế giới máu tanh của anh vô tình như vậy máu của anh lệ của cô tan ra chung một chỗ cũng không chia xa đau tâm còn đau cô không có cách nào cô không dám thực không dám ý thức cô rối loạn cô không ngừng lắc đầu muốn lui phía sau nhưng người đàn ông cường hạnh kéo tay cô ép cô đeo nhẫn cho anh tôi không muốn không cần ở chung một chỗ với anh anh là ma quỷ Giống như trợt nổi điên, như tuyết không biết hơi sức đâu đẩy ra lương quý lâm, tháo ra đầu xa của cô dâu, chiếc nhẫn trên tay cũng rơi xuống mặt đất. Cô kéo váy, dùng hơi sức chạy ra ngoài cửa. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, chỉ cần chạy ra cái cửa này, cô có thể tự do, vĩnh viễn không nghĩ đến những đau khổ kia. Cô không cần khổ sở đi cùng anh, cô không cần thương anh. Tất cả quan khách và cha xứ cùng lương quý lâm, bị màn kia sợ đến ngây người. Cô dâu lớn mật quá, lại để Lương Quý Lâm như vậy ư. Ừ. Không nghi ngờ gì như thế, lại trước mặt mọi người cho Lương Quý Lâm một cái tát. Ngã Vũ à, sao có thể vậy? Nhàn Thành Nguyễn gấp đến độ muốn khóc, mà Lương Tư Đồng thấy mẹ khóc chạy đi, cũng bị hù sợ. Nước mắt cứ thế chảy xuống. Nương nương ơi, mẹ không cần đồng đồng nữa ư. Ừ. Cô bé không muốn lại không có mẹ, nhưng tại sao ba đứng nơi đó không nhúc nhích chứ? Tại sao ba không đem mẹ trở về? Thanh Nguyễn à, không cần sen vào nữa rồi. Lừa ngạo vũ đem một người phụ nữ lớn, một người nhỏ ôm trong ngực. Mặt không chút thay đổi nhìn nhược tuyết, chạy như bay ra cửa. Ông không nói gì thêm, nhìn trong mắt ông sắc bén như muốn giết cô. Người phụ nữ có gan làm bậy, nhìn đứa con nhà mình không nói gì. Vậy ông gấp gì chứ? bọn họ cần làm đã làm hết có vài thứ có lẽ nhất định là cưỡng cầu cũng không được một đường chạy đi nhược tuyết không cách nào để cho mình quay đầu lại cô không dám quay đầu lại nước mắt giàn rủa đầy mùi hoa bay vào trong không khí cô không nghe thấy gì cô không nhìn được và giờ phút này cả con cô cũng quên mất chỉ muốn rời nhanh khỏi anh như vậy cô không đau khổ nữa Lương Nguyên Lâm vẫn giữ vững tư thế trước đó, nhìn cô cách mình càng ngày càng xa, thái độ khó hiểu. Không có ai biết lúc này anh đang nghĩ cái gì. Bóng rán nhược tuyết sau khi ra cửa chính, Hàn Diệp Phi đứng ở phía sau anh. Chủ nhân, để cô ấy đi đi. Một lúc lâu mọi người đều cho rằng Lương Nguyên Lâm sẽ nói, nhưng không có. Anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu, sau đó rút chiếc nhẫn trong tay ném xuống. Ánh sáng đẹp mắt trong không trung kéo thành một vòng tròn xinh đẹp. Anh đi về phía khán đài nơi có con gái. Không để ý mọi người, anh tự tay đón con gái, lau nước mắt trên mặt con bé. Ba ơi, mẹ đâu rồi chứ? Mẹ! Đầu đầu không cần mẹ, chúng ta về nhà. Cỏ có thể cưỡng cầu ư? Về mặt đau đớn của cô, làm sao anh có thể cưỡng cầu? Nếu thực hận như vậy, có lẽ không thấy là tốt nhất. Trời đời này có chút đau đớn, có chút trí nhớ thì không cách nào quên. Được kêu là khắc cốt ghi tâm. Cũng không phải là mảnh sơn sườn anh mất đi, anh mất chính là trái tim. Đó cũng là lúc tim đã ngừng đập. Không sao, không có tim anh có thể sống thật tốt. Trời gì sáu, yêu mãnh liệt, đau đớn nhiều. Mấy ngày này tâm tình chủ nhân của lương gia vô cùng không tốt. Nên không có ai dám chọc giận anh Cũng không có ai dám trước mặt anh Nói điều không nên nói Ngoại ô của Zurich Có một suối nước nóng được xây dựng Ở chỗ sườn núi Cao cấp, hào hoa Bởi vì không phải là khách sạn suối nước nóng mở đại chúng Nên chỉ có hội viên cao cấp có thể VIP Mới có thể đi vào Vì thế nơi đây vô cùng yên tĩnh gian phòng gỗ ở trong Nhu hòa dưới ánh đèn Đá xanh lót ra tới chỗ hồ nước Nước gợn phiếm nhàn nhạt, nhạt Lựa lờ trong sương mù một bên là dòng nước lạnh sát tường là cây gỗ hình vòm các phòng spa cùng nhà tắm hơi bằng kính vây xung quanh ngoài ra có phòng thay đồ cao cấp tranh nước vẽ treo trên tường cùng với ghế ngồi ở bên có hoa cỏ nở rộ bên trong nhà có nhiều chi tiết bày biện khắp nơi lộ ra xa xỉ hưởng thụ mà trong hồ là hai người đàn ông tuyệt mỹ có thể siêu lòng bất kỳ người phụ nữ nào không chỉ có gương mặt anh Tuấn, đường cong bắp thịt hấp dẫn đẹp đẽ, có có phong cách cao quý đặc biệt lạnh lẽo, hoặc Tuấn Mỹ, hoặc ưu nhã, hoặc kín kẽ. Mà người đàn ông này có thể làm cho thiên kim danh viện, tranh nhau cướp đoạt sủng ái. Nhưng bọn họ cũng đều lãi khóc đến vô tình, sẽ không dễ dàng yêu ai. Cửa gỗ khe khẽ đầy mở, một người phụ nữ phục vụ bưng rượu đi vào, đi tới bên cạnh hồ nhẹ giọng nói. Nghiêm tiên sinh à, rượu của ngài đã tới. Cảm ơn, để số là được. Người đàn ông hắng giọng phân phó, trong mắt có đang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ kia. Anh là người đàn ông phương đông, thanh nhã tiêu chuẩn, trong mắt thực sâu, sau mũi thẳng tát, môi mỏng đường cong rõ ràng. Giờ phút này, anh đang cởi trần ngâm mình trong hồ, hai bắp thịt khêu gợi càng thêm hút mắt một gã khác vẫn nằm ở trong hồ đối diện sọ lót cái khăn lông cũng không nhúc nhích nhưng có thể thấy khuôn mặt đầy anh tuấn bóc người thon dài bắp thịt rắn chắc cường tráng từ khối ở bên dưới làn nước là mê người câu việc ở đây trai đẹp không ít nhưng hai người đàn ông trước mắt đúng là tuyệt hiếm thấy người nữ phục vụ có chút hoảng loạn chịu đựng máu mũi như là muốn chảy ra đem vật cầm trong tay để xuống bên cạnh hồ sau đấy mau chóng rời đi bị trong nhà khôi phục tĩnh mật. Hai người đàn ông có ngoại hình xuất sắc, không nói gì, chỉ tiếp tục ngâm. Khí hậu ở Zurich cả năm đều lạnh, cho dù mùa hè ngâm nước nóng cũng là chuyện bình thường. Nè tầm mắt từ cảnh trí mê người ngoài cửa sổ rời về, nghiêm quân hạo cầm lấy rượu đỏ bên cạnh, giao hai chén. Thuận miệng hỏi rằng, thế nào, có chưa tìm được ư? Ừ. Um. Lời uy Lâm rõ ràng tâm tình không tốt, nhắm hai mắt không muốn nói gì thêm. Đã một tuần mất tích rồi Đã có thể trở về nước không Nghiệp quân hảo hớp ngụm rượu Khẩu vị thực tốt như mày nói Hồ lễ kinh động kia của Lương Quý Lâm Cô dâu bỏ chạy khi đang trong hôn lễ Tin tức như vậy nếu không mạnh mẽ bịt kín Đoán chừng lên báo là tin tức giải trí sốt dẻo Không thể nào Chán Lương Quý Lâm cảm giác đau đớn Mờ mờ ảo ảo Kể từ hôn lễ khiến anh mất hết mặt mũi kia anh không nghĩ gặp lại cô Nhưng đem cô an toàn về nước Là điều duy nhất anh có thể làm Dù sao cô cũng là mẹ của đồng đồng Nhưng rõ ràng cô chạy đi không bao lâu Anh để A Cánh đi ra ngoài tìm cô Kết quả trời tối cậu ta nói không tìm được cô Anh mất tin tức về cô Cô mất tích là anh ứng phó không kịp Chuyện như vậy ở dưới trướng Lương Quý Lâm chưa từng có Vì tình huống đặc biệt xảy ra Anh vẫn còn thiết bị truy tìm cho người cô nhưng khi mở hệ thống định vị thì không hề có tín hiệu. Của cô cố ý tránh anh à? Đã xảy ra chuyện gì chứ? Giờ một tiếng, Lương Quý Lâm tâm phiền ý loạn từ trong ao đứng dậy, lấy áo choàng tắm màu trắng mặc vào, xài bước hướng gian thay đồ đi tới. Anh chuẩn bị rời đi. Bác sĩ nghiêm theo sau, sau đó để lưu rượu trong tay xuống đứng dậy. Có thể là đoan dạ. Lương Quý Lâm đang thay quần áo, động tác ngừng lại một câu đánh trúng người trong mộng. Nhưng trả lời anh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đoàn dạ ư? Đoàn dạ. Giỏi lắm. Tất cả ác ý khiêu khích anh. Anh mặc kệ dù là bạch đạo hay hắc đạo. Nhưng anh không thể coi một chuyện như không. Nhưng hiện tại thì có thể. Cứ lần nữa bị đẩy ra cắt đứt suy nghĩ của anh. Đi vào là hàn diệt phi. Hóa gật đầu chào nghiêm quân hạo một cái. Thẳng tắp đi tới trước mặt Lương Quý Lâm. Đưa điện thoại di động cho anh. Chủ nhân, điện thoại của người Lời quý Lâm nhàn nhạt, nhìn lướt qua Là số xa lạ Mà người biết số của anh Không vừa quán 5 người Vậy thì Lời quý Lâm Lời tên xinh à, có nhớ tôi không Trong điện thoại Truyền tới thanh âm tươi cười Của một người đàn ông Snedio, đoan dạ Chỉ nhớ của anh luôn luôn kinh người Nghe qua thanh âm sẽ không quên <laughs> lương tiên sinh quả nhiên lợi hại đoàn dạ ở đâu đó ở đầu dây bên kia cười một tiếng vẫn tao nhã lịch sự như cũ có chuyện gì chứ anh biết người đến không có ý tốt thiện giả bất lai mới vừa rồi quân hạo nhắc tới hắn hắn lập tức điện thoại tới không có gì tôi chỉ là muốn hỏi thăm thiên kim của lương tiên sinh không biết cô bé có tốt không anh không cần phải vòng vo quanh co có gái tôi, không phải đoàn dạ như anh, có thể động đến. Ồ, oh, vậy sao? Không bằng anh bây giờ gọi điện trở về xác nhận chút đi. Thành âm đầu dây điện thoại bên kia, mang theo vài phần hạ hê. Tôi không cần gọi điện thoại. lưu Uy Lâm cười lạnh. Con gái của anh, từ khi còn nhỏ, anh đã sắp xếp bảo vệ nghiêm mật. Không ai có thể tổn thương nó. Muốn chi hiện tại, có bé đang ở cùng cha mẹ anh, ở trong thành Zurich. Chuyện như vậy càng không thể không hồ là Lưu Quế Lâm xem ra nghĩ lừa anh cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy nói nhảm đủ rồi anh tính cắt đứt di động muốn tra đoàn giả hắn không dễ dàng trong điện thoại truyền đến tiếng cười hả hê lớn tiên xây à chắc là tân hôn vui chứ tôi nghĩ cô dâu không giống như không tốt chút nào tay đèn nút bỗng dừng lại âm thanh nói mày nói cái gì Lương Uy Lâm à, cô dâu của anh đang trong tay tôi, anh tin không?" Bồn tắm hào hoa an tĩnh vang lên tiếng vang, Hàn Diệp Phi và đám người vừa ra ngoài trong vòng 30 giây chạy đến, lại thấy một phòng bị đổ nát, điện thoại đắt giá bị chê năm xẻ bảy trên mặt đất. Bọn họ đứng nơi đấy không dám động. Đi theo Lương Uy Lâm rất lâu, anh đều lãnh nhạt chưa từng giận như vậy, chính là loại lãnh huyết có thể làm người ta chết rét mà hôm nay như là ngọn núi lửa bộc phát, không thể không hù bọn họ à? Tại sao chủ nhân nhận điện thoại mà có thể thành như vậy? Xảy ra chuyện gì chứ? Lâm, thực sự là hắn à? ư? Nghe quần hạo mà quần áo tử tế, xem trên mặt đất cái bồn hoa lương lão đại vừa với phá hư. Đoá hoa màu hồng đáng thương nằm trên đất, hỏa khí đúng là không phải bình thường. Nhược tuyết, chỉ có em mới có thể làm cho người đàn ông lãnh khóc như vậy, thành ra thế này. Không có trả lời nghiêm quân hạo Hai tay hắn nắm thành quyền Thần sắc khó phân biệt Thanh âm như roi Hùng hăng quất lại đây Thông báo Angel là thủ hạ tinh mật nhất tổ chức tình báo của Lương uy Lâm Bọn họ phụ trách tất cả công tác tình báo Có thể không khoa trương chút nào mà nói Chỉ có bọn họ không muốn biết chuyện Không có chuyện bọn họ không tra được Nhận mệnh lệnh Hà Diệt Phi liên lạc hắn anh nghĩ trước kia người phụ nữ này cố chấp, trốn không muốn gặp anh. Không nghĩ đến đoàn dạ có thể tra ra tung tích của bọn họ mà đi theo tới đây. Cho nên anh không điều động khu tình báo. Tra ra, lập tức tra cho ta. lê uy Lâm ngẩng đầu, nồng nặc lạnh lẽo, rót trong đôi mắt anh. Cho dù ai nhìn thấy anh bây giờ cũng bị dọa đến phát run. Ít nhất là thủ hạ của anh toàn bộ kinh hãi. Đem thông tin 18 đời tổ tông đoàn dạ cho ta. Trong vòng nửa giờ, Ta muốn biết lai lịch của hắn, bao gồm giao dịch bẩn thỉu kia, thậm chí tối qua hắn ngủ với con đàn bà nào, toàn bộ truy ra cho ta. Lưu ủy Lâm không có tâm tình, nhanh chóng sửa sang ống tay áo đi ra ngoài. Nhược tuyết lúc tỉnh lại, cảm thấy đầu rất đau, tứ chi vô lực. Nghĩ mở mắt ra, nhưng mệt quá, cổ họng cô đau như lửa đốt. Đột nhiên, một cỗ nước mát tràn vào đôi môi cô, Cô đói khát uống Cô họng cuối cùng cảm giác thư thái Uống chậm chút đi kẻo bị sạc đấy Giọng nam dịu dàng Ở bên tai cô vang lên Hình như có chút quen thuộc Cô từ từ mở mắt Nhìn khuôn mặt người đàn ông từ mơ hồ đến nhìn rõ Thần trí chưa rõ ràng Đoàn dạ Ờ, à, rất tốt tôi vui mừng cô rốt cuộc nhớ tới tôi Hắn nở nụ cười lịch sự Đầu cô hơi choáng Nhìn thấy mình nằm trong căn phòng rộng rãi Ở trên chiếc giường mềm mại Cảnh sát ngoài cửa sổ chỉ toàn cây Đây là nơi nào chứ Tôi... Tại sao tôi ở chỗ này Kỳ quái Đầu cô sẽ đau thế Huy Thái Dương đau đến nỗi không chịu nổi Hà lễ độ mỉm cười Đỡ cô từ từ ngồi dậy À là tôi mời cô tới làm khách Mời tôi á Cô nhíu mày không hiểu cô làm sao đến được đây chứ? Ừ, đúng vậy. Làm ơi. Không đúng chỗ nào. Nhược tuyết cúi đầu nhìn bộ lễ phục màu trắng trói mắt trên người. Suy nghĩ từ từ quay lại. Đúng là cô từ hôn lễ chạy ra đây. Nhưng lời Nguy Lâm cũng không có đuổi theo à? Lúc ấy cô chỉ biết cô không thể kết hôn cùng anh. Cô không dám. Cô chỉ muốn đi. Cô kéo váy liều mạng chạy trên đường xa lạ. Mọi người đi qua dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô. Nhìn bộ lễ phục tinh xảo Nhìn người phụ nữ phương đông Đào hôn à? Thử khó gặp nhưng không có chú rể đuổi theo Cô không để ý nhiều vậy Chạy đến nỗi giày rơi ra Nhưng không quay đầu lại Sau đó có chiếc xe màu đen cạn cô Cô chưa kịp nhìn thấy người trên xe Thì bị khăn tay trắng bịt miệng lại Sau đó cô mất ý thức Cô nghĩ thế nào? Nếu tỉnh lại thấy là đoàn dạ Vậy hắn nhất định là chủ mưu Nhưng hắn bắt cô có mục đích gì chứ Hắn dịu dàng trấn an cô Cô yên tâm đi Tôi tuyệt đối không đối với cô như vậy Trên thực tế là hắn thật muốn cô Như thế nào cũng phải đợi đến khi Lương Quý Lâm xuất hiện mới nói Hắn đang trên đường nhận tin tức Nói Lương Quý Lâm hôm nay cử hành hôn lễ Nhưng bọn họ ở bên ngoài hiện trường hôn lễ mấy cây số Chưa phát hiện biện pháp tiến thêm một bước lương nguyên lâm người đàn ông này quả nhiên không thể xem thường thật may hắn làm việc cho tới bây giờ đều là chuẩn bị vạn toàn hắn tin tưởng bất cứ chuyện gì cũng sẽ có sơ hở cho nên hắn không cam lòng rời đi hắn chờ ở hiện trường bên ngoài hôn lễ hắn không nghĩ đến nhược tuyết thế nhưng từ hôn lễ chạy ra hơn nữa lương nguyên lâm không phá người đuổi theo đây không phải trời chiều lòng người à Ánh mắt tôi đến đây Rốt cuộc là sao Đoàn dạ nhìn cô ánh mắt thành khẩn Nhớ tuyết tin tưởng tôi đi Tôi không muốn tổn thương cô Nhưng tôi có món nợ Nhất định phải đòi lương quý lâm rõ ràng Nhưng người đàn ông này quả thực là tường đồng vách sắt Các bạn không biện pháp động đến anh ta Chỉ có cô với đứa bé Mới là nhược điểm của anh ta Một bát cóc lương tư đồng Các bạn là chuyện không thể Cho nên hắn hướng cô xuống tay đưa bé nhược tuyết nghe đoàn dạ nhắc tới đưa bé tim cô đau xót khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào ngày trước mắt thoáng qua trời đất ơi làm sao cô quên mất đồng đồng cô đã đồng ý với con muốn cùng con vĩnh viễn không xa rời nhau ở hôn lễ cô cứ như vậy chạy ra có bé làm thế nào chứ làm thế nào đây có khóc không đoàn dạ hắn muốn làm gì cô chỉ quan tâm tới con có phải bị bọn hắn bắt rồi không? Có gái tôi đâu? Anh làm gì với con tôi? Hắn cười. Cô <laughs> yên tâm đi, có gái lương quý lâm, chú tôi không có bắt. Chỉ thực tế, bọn hắn căn bản không bắt được. Nếu như hôm nay không phải Nhược Tuyết chạy đến, cả cô cũng không bắt được. Vậy anh bắt tôi, cô ý gì chứ? Nhược Tuyết cảm thấy hắn thực sự điên rồi. Lúc này hắn lại cười à? Tôi đối với anh ấy mà nói, một chút ý nghĩa không có. Nếu nhanh điều tra tìm hiểu rõ, như định sẽ biết tôi và anh ấy. Ẩn oán không phải vài ba lời, nó được rõ ràng. Hiện tại tôi là như vậy chạy đi, anh ấy hận chết tôi, làm sao có thể uy hiếp được chứ? Hắn nhìn cô chằm chằm, nhìn kỹ từng vẻ mặt cô. Ồ, là thế này phải không? Theo tôi biết Lương Uy Lâm rất thích cô, hơn nữa còn thích để không dừng được. Nếu như không thích, lấy đâu ra hôn lễ hôm nay? Nếu như không phải là thực ưa thích Người đàn ông kia sao có thể không truy cứu Việc cô làm anh ta mất mặt trước mọi người Lòng cô nghe lời hắn đột nhiên giật mình Bộ lên tiếng phủ nhận Sao có thể chứ Anh nhận định lầm rồi Cô không cần cùng tôi tranh luận cái này Hắn giơ tay Ngăn trở lời cô Cô có quan trọng hay không Mấy ngày nữa có thể biết thôi mà Mấy ngày nữa Cô ý gì chứ nhưng chẳng nhẽ cô đã ngủ ở chỗ này mấy ngày à không được cô phải đi về nhìn con cô không biết lương quý lâm sẽ làm gì cô nhưng cô cần trở về tìm con <laughs> nếu như anh ta dám một mình xuất hiện tại nơi này như vậy cô có cảm thấy quan trọng đối với anh ta không hắn cười tự tin vô cùng lần này hắn thực sự chuẩn bị tốt mới được lương quý lâm người có lúc rơi vào tay ta hơn nữa là vì một người phụ nữ Dạ dạ Tôi với anh không thù không oán ân oán giữa các người tôi không liên quan Vì sao anh đối với tôi như vậy chứ Cô tức giận ra tiếng Chuyện của hắn cùng Lương Quý Lâm Sao lôi cô vào chứ Cô căn bản không muốn dính lưu quá sâu Như vậy sẽ làm mình vạn kiếp bất phục Nhờ tuyết à Em biết không Cô tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn Làm ánh mắt của hắn mê ly Đưa tay muốn lau gò má ửng đỏ của cô Lại bị cô né tránh Thật ra thì tôi thích em. Hắn thở dài. Chỉ năm trước tôi đã thích em. Khi thời khắc sinh mạng của hắn hắc ám nhất, cô giống như một thiên sứ đi vào trong sinh mệnh của hắn. Mặc dù thiên sứ này làm hắn tức giận muốn hộc máu, nhưng mấy năm qua hắn không quên được cô. Cô rõ ràng thất kinh sợ muốn chết, lại tuân thủ không có gọi điện thoại đi ra ngoài. Cô không có nói cho bất luận kẻ nào chuyện xảy ra trong phòng rửa tay nhưng phía sau Hắn dùng hết quan hệ cũng không tìm được cô Mãi cho đến lần trước Ở vũ hội nghiêm gia gặp lại lần nữa Hắn đối với cô lần nữa khuyên tâm Hắn thích cô tinh khiết Thì cô rõ ràng rất mảnh mai Nhìn trong mắt lại có kiên cường Đáng tiếc Cô tại sao muốn là phụ nữ của Lương Quý Lâm Thực là không thể tha thứ Anh Anh làm cho người ta gây tởm Nhược tuyết chưa bao giờ biết ghét hành động của một người như vậy. Dù là trò chơi biến thái, Lưu Nguyễn Lâm là một người tài giỏi. Nhưng anh ít nhất chưa bao giờ che giấu mục đích của mình. Cũng không hèn hạ như hắn. <laughs> Gây tờ mơ, tôi có chạm qua em à? Y phục của em mặc trên người, thiết bị truy tìm trên người tôi chưa lấy ra. Hắn cũng chỉ là dẫn cô đến nơi vệ tinh không tìm ra được. Chờ tôi giải quyết xong, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Giải quyết được Lương Quý Lâm Tôi có thể dẫn em đến một nơi không ai biết chúng ta Mình viễn ở chung một chỗ Không có ai tách chúng ta ra Kẻ điên rồi Đoàn giãn nhất định là người bị điên Một người bị thù hận che mắt tâm trí Cô sao ngu ngốc như vậy Trước kia còn nghĩ hắn là người ôn hòa Hắn cơ bản đúng là điên rồi Lương Quý Lâm Anh sẽ đến không Anh sẽ đến cứu em chứ Thật ra thì em tình nguyện anh không tới như vậy người đã điên rồi Nếu anh quả thực một thân một mình đến Tuyệt đối, tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm Nhưng ở tại thời khắc thế này Sâu trong đáy lòng cô có một thanh âm rõ ràng Anh nhất định sẽ tới Anh đã từng hành hạ cô khổ sở Nhưng hôn lễ cô cứ thế bỏ anh đi Đây là ngôi biệt thự ở Zurich Nằm ở gần đông nam của Pháp Trong một cái chấn nhỏ nằm trong rừng sâu khó trách thủ hạ của anh mất một phen mới tra ra được. Khi Lương Uy Lâm đứng trong sảnh rộng, khuôn mặt trầm tĩnh, so với ánh trăng trong mùa đông này lạnh hơn, một thân quần áo màu đen, thân thể cao lớn rắn giỏi, giống như là một loại quốc vương, cao ngạo, đang dò xét lãnh địa của mình, hoàn toàn không khẩn trương và lo lắng. Lương Uy Lâm à, anh quả nhiên can đảm đấy, không hổ là ám dạ chi thần, làm người ta hồn bay phách lạc. Đoàn dạ ngồi ở lầu 2 Thấy Lương Quý Lâm một mình đến Hơn nữa không sợ hãi thủ hạ của hắn Đang soát người anh ta Thật can đảm Dám một mình tới địa bàn của hắn Hắn thoải mái vỗ tay một cái Trên mặt cười hả hê Cả tòa biệt thự bao gồm đại sảnh Lầu trên lầu dưới Trong ngoài Khắp nơi là thủ hạ của hắn Tất cả đều nắm vũ khí tân tiến nhất Lợi thế của hắn đang ở trước mắt Điều này làm tâm tình hắn vô cùng tốt Lần này hắn hạ quyết tâm đánh cuộc. Hôm nay nhất định phải khiến Lương Quý Lâm chết không chỗ chôn Lương Quý Lâm nhàn nhạt, nhạt, mở miệng. Lời nói gì cũng đã nói hết. Ta đã làm theo yêu cầu của mày. Ta muốn thấy cô ấy. À, anh sàng khoái. Tôi dĩ nhiên cũng không thành vấn đề. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Lập tức có người dẫn người đi. Nhược Tuyết bị mang ra, trên người vẫn mặc bộ lễ phục hôn lễ ngày ấy, bởi vì cô cự tuyệt đoàn giả, dạ. trừ ăn trừ uống để giữ cái mạng mình về gặp con gái, cô cái gì cũng từ chối. Sa mặt cô tái nhợt tiêu tụy, tinh thần quá tệ. Khi cô đứng ở cầu thang, nhìn thấy có một mình Lương Quý Lâm đứng ở vòng vây của cường địch, hốc mắt cô đau xót, nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Anh đã đến, cho lòng cô rõ ràng biết anh sẽ đến. Nhưng khi thấy anh lúc này, lòng cô trở nên chua chát, vừa đau khổ vừa ngọt ngào. Còn hận cái gì chứ, còn do dự điều gì nữa? Người đàn ông kia, vì cô một thân một mình đi vào hang cọp, nơi này khắp nơi đều là mãnh thú ăn thịt người. Anh rõ ràng biết chỉ đi có một mình, anh không đánh lại nhiều người như vậy, nhưng anh lại đến. Chỉ vì cô ở chỗ này. Người đàn ông như Lương Uy Lâm có lẽ cả đời này anh vĩnh viễn sẽ không vì tổn thương ban đầu mà nói xin lỗi với cô nhưng cô không còn hận nữa và lúc này cô không hề hận anh nữa cô không có lợi ích gì không có cốt khí không có kiên trì nhưng cô không hận anh nữa ba năm quả rất dài cô tự gạt mình thực ra cô không quên được anh không có cách nào người đàn ông này cô biết là đang tồn tại như thế nào cô còn yêu anh không cách nào khống chế yêu anh coi như tình yêu này cô dùng hận để che, nhưng che không có được. Cho tới hôm nay, nhìn anh đứng đấy, lòng cô không còn nghi ngờ gì nữa. Dù do dự trong hôn lễ, nhưng giờ phút này tất cả tan biến. Tầm mắt của bọn họ cuốn quýt ở chung một chỗ thực chặt, thì ngôn vạn ngữ cũng ở trong ánh mắt. Lê Quý là mà, người anh đã gặp được hoàn hảo không tổn thương, bây giờ không phải đến phiên anh ư? Đoàn dạ cười, giọng nói hưng phấn. Hắn nghĩ mơ ước gần 10 năm, hôm nay rốt cuộc sắp thực hiện được. Và giờ phút này đây, nhiệt huyết của hắn sôi trào. Lời Nguyên Lâm bình tĩnh mở miệng. Mày đã cho tao phần đại lễ này, như vậy tao cũng nên trả mày đúng không? Cái gì? Lời Nguyên Lâm xuống tay, đè đồng hồ đeo trên tay của mình một giây kế tiếp. Cửa đại sảnh bị đá ra. Cao huynh đệ quanh đi vào, từ người trên mặt mang theo hơi thở lạnh lùng tàn nhẫn. Trên tay là vũ khí, mà phía trước là... Anh tự mặc. Nhược tuyết kinh ngạc nhỏ giọng hô ra ngoài. Cô không nghĩ tới lại có thể biết ở chỗ này nhìn thấy anh. Cô giật mình. Giống cô có có đoàn dạ. Sắc mặt hắn trở nên xanh mét, khó có thể cười. Đoàn dạ, làm sao con ở chỗ này? Mẹ Trung nhìn cháu ngoại thì cả kinh, bà vốn cho rằng người cháu này từ 9 năm trước không có, hôm nay lại thấy ở đây. Nhưng chứng kia đến nhược tuyết, bà đồng thời tức giận. Lăng nhược tuyết, cái người sao trổi này, tại sao Trung ra xui xẻo đụng phải cô, còn không phải bảo người đàn ông của cô thả chúng tôi? Mẹ, đừng nói nữa có được không? Trung tử mà không biết nên vui hay nên mừng anh chưa bao giờ nghĩ họ đối mặt trong tình huống này những người khác sợ không dám ra tiếng chị của trung tự mặc một nhà ba người ôm chặt nhau bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà tiểu cô nương thấy nhược tuyết cũng trận tròn đôi mắt mẹ trung nói lời này làm cả người lương quý lâm cảm thấy băng lãnh mà nhược tuyết cũng không phản bác lời mẹ trung cũng không cần thiết nhưng mẹ con nhà chị tuyền ba người Lưu Nguyễn Lâm, mày là có ý gì? Rất khó an ổn nữa. Đoàn dạ đứng lên đi xuống cầu thang, hùng hăng chất vấn anh. Thu hạ quán áp giải nhược tuyết đi theo cùng. Cái này, mày là người thông minh, sao lại không biết? Lưu Nguyễn Lâm thùi ánh mắt lạnh lẽo của mình. Sáu đổi một, mày được lợi đấy. Mày quả nhiên là ngoan độc. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Lưu Nguyễn Lâm điều tra hắn, đem người thân của hắn đến trao đổi chỉ là... Mày đừng nghĩ nữa, bọn tao đã đợi 9 năm. Thu diệt bang hội, ta không thể không báo. Hôm nay cơ hội đến, tao sao có thể buông tay? Năm đó, vì giao dịch ma túy, sự tham gia của Lương Quý Lâm là bọn họ không đề phòng, bị một người khác bang phái giết chết. Nếu như không phải hắn trốn được ở biên giới, thì đã thành quỷ ở Diêm Vương Điện rồi. <laughs> mày cảm thấy mày có bao nhiêu hy vọng Lưu Quý Lâm lắc đầu Vì cái người không rõ tình thế của mình Trên đời này có thể đấu cùng Lương Quý Lâm Anh Người đó chưa ra đời Mặc dù người bên ngoài bị mày giết chết Chỉ là nhìn kỹ một chút Tao chỗ này có bao nhiêu người Nơi này 200 người Có như Lương Quý Lâm lợi hại Cũng không tới một giây Cũng đảm bảo hắn sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ Lương Quý Lâm nhạt nhạt mở miệng Mày xác định mày không làm giao dịch này anh biết đoàn dạ đối với người thân của mình có chút tình cảm. Dù sang năm đó, hắn đường cùng không có liên lụy người thân của mình, cho nên anh đem bọn họ đến đây làm lợi thế. Có lẽ bọn họ vô tội, nhưng anh mặc kệ. Chỉ cần đảm bảo nhược tuyết an toàn, chuyện gì anh cũng sẽ làm. Bắt mấy người bọn họ coi là cái gì chứ? Anh lại không nghĩ tới người thân của đoàn dạ lại là nhà trung tử mặc, trung tử mặc lại dám nhòm ngó người phụ nữ của anh. Món nợ này hôm nay anh đòi lại một lần. Thành công rõ ràng ở trước mắt. Hắn sao có thể buông thà? Hắn chết không buông thà. Tuyệt không? ô đáng tiếc đấy. Lưu Quỳ Lâm nhanh chóng từ bên mình. Hà Diệp Phi móc cây súng lục chống đỡ cái ót của Trung Tử Mặc. Nếu không đạt được thỏa thuận chung, không bằng ta giúp mày lựa chọn đi. Cạch một cái, cho đàn toàn mở ra. Không, không thể. Âm thanh bén nhọn ngăn cản từ nhược tuyết Trong mắt sắc bén của Lương Quý Lâm Hùng hăng trừng cô Lương Quý Lâm, anh không nên làm vậy Cô không ngừng lắc đầu Mang theo vài phần cầu khẩn Anh tự mặc đâu có làm gì sai chứ Anh bỏ qua cho cả nhà bọn họ đi Lời nói từ kẽ răng của Lương Quý Lâm giết ra Em vì bọn họ mà cầu cạnh ư Đúng, xin anh đừng giết anh ấy Cô thiếu trung tử mặc Quá nhiều ân tình mà không thể đáp lại tình nghĩa. Cả không thể để cả nhà họ vì cô mất mạng. Một cái giá quá lớn. Anh nhìn cô trong mắt thâm trầm. Đoàn dạ thấy vậy điên cuồng cười to. Lừa Huy Lâm à, người phụ nữ của mày lại vì người đàn ông khác đấy. Lừa Nguyên Lâm súng tay trong tay, nắm càng chặt. Đoàn dạ, mày xác định sáu mạng người nhà họ chung, mày có thể hoàn toàn không quan tâm à? Thủ hạ của anh đem sáu người nhà họ chung tới trước mặt, súng đồng thời chống đỡ cái ót của bọn họ. Bởi vì sợ, cô gái nhỏ khóc không ra tiếng, mà mẹ chung dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm nhược tuyết. Tiếng cười cuồng vọng giúp cuộc dừng lại, đoàn hạ cứng ngắc chần chừ. Hắn sao không quan tâm, khi còn bé trong nhà quả thực rất không tốt, gì giúp đỡ bọn họ. Sau khi bọn họ đi Thái Lan, cha mẹ nhiều năm sau qua đời, Dì là người thân duy nhất của hắn Cho nên năm đó Nếu không còn đường lui Hắn không muốn liên lụy bọn họ Thù hận của hắn hắn không bỏ được Nhìn nếu muốn hy sinh cả nhà gì Hắn thực không xuống tay được Lương Quý Lâm người này Thâm sâu không lường được Sẽ không ai biết Bước kế tiếp anh ta muốn làm gì Hắn không dám cầm sáu mạng người để đánh cược Sao? Đang suy xét kỹ à? khẩu súng mở ra thanh âm kích thích màng nhĩ hắn hắn một thanh kéo nhược tuyết dù súng chống đỡ huyệt thái dương cô những người phụ nữ của mày đi mày không phải đã mặc kệ mạng nhỏ của cô ta cho nên ta với mày trao đổi đi sáu đổi một tình thế tự như có lẽ rõ ràng bọn họ bắt được đối phương muốn hại không được phép suy tính lâu hắn cắn răng một cái được quá trình trao đổi đều là trầm mặt sau khi trao đổi con tim đại dạ cười to ra ngoài lê nguyễn lâm mày dù thông minh cũng không ngờ xung quanh biệt thự này được trôn bom chứ hắn lấy hộp điều khiển tv đồng thời phân phó thủ hạ đem người nhà của dì hắn lên lầu cuối đi máy bay trực thăng chỉ có trung tử mặc sống chết không chịu đi cậu ta bị thủ hạ của hắn kéo phía sau tao nay gọi mày tới chính là muốn cùng mày chết Hắn tự tay chỉ bên trong phòng hơn 200 người Những thứ này đều là thủ hạ trung thành nhất của tao Chính là chết Nguyện ý theo tao Hôm nay xem ra Cuối cùng người thắng là tao